Còn khi nói về tai thì bắt đầu nói về thành trong này, thành ngoài này, vừa nói về cái độ cái dái tai ở phía dưới, đúng không ạ? Thì thực ra mọi người bảo những người này dái tai to rồi còn thì dầu ấy, bơm thử thêm dầu không? Nhiều người họ có quan điểm là ví dụ như là tai á lớn hay là tai dày hoặc là mũi to thì sẽ rất là giàu. Thì theo thầy thì thầy sẽ có suy nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ? Tai lớn là giàu đúng không? Tôi thấy tai không? Tôi vén lên có thấy tai không? Không thấy không? Có to hay nhỏ? Thêm lệ giàu. Đúng không? Ra tôi chỉ ông bông tai mấy ông tai to nào giàu không? Tôi chỉ ông mấy ông tai to. Không, ý của nói cái câu ý của tôi nó khác. Ý của tôi rằng là cái việc giàu với nghèo nó không liên quan đến cái tai to hay tai nhỏ. Nguyên tắc của tướng đó là sự hài hòa, nhưng mà chỉ tướng nó là, tức là như này. Cái người mà đứng nhìn thẳng, vén cái tóc lên xem nào. Cái người mà cái đứng nhìn thẳng cái tai khi xét trên bộ vị nhá, một đó là cái cao độ của cái tai. Cao độ của cái tai. Nếu cái tai mà càng cao thì người đấy càng thông minh. Đặc biệt là nếu như mà cái điểm tai mà nó cao đến đây đó thì là cái người mà rất là tức là thông minh và nhạy bén. Hiểu không? Còn những người nào mà tai thấp thì thông thường người ta hay cái tư thế người ta là an phận đấy. À, cứ làm ổn ổn bình bình ok rồi. À, ví dụ cái trường hợp thứ hai nữa khi nói về tai. À, so với cả chân mày ạ, cái tai cao hay thấp là so với cả từ cái đuôi mắt so ra. Tai cao hay thấp là so với đuôi mắt nhá. So với đuôi mắt. Đó. Cái điều thứ hai nữa là cái tai liên quan đến cái việc là tức là nó ngẩng ra hay là nó che vào. Tôi chỉ dạy một vài kỹ thuật về tai, nhưng sau này nó học hết rồi, nhưng mà về cơ bản là một là cái tai nó vểnh ra. Đúng không ạ? Và cái thứ hai là nó chuột ra đằng sau. Cái tai mà gảnh ra ấy, tức là cái gì cũng nghe ấy. Cái tai đây chỉ thị phi nhiều thôi. Vảnh nhưng mà cái tai này rất nhiều thị phi mới nghe ạ. Vảnh lắm, mình nghe lắm, mình nghe. Hay nhiều thị phi. Còn cái tai mà cứ vượt nhảy thiên hạ. Tại vì nhà khi ông nghe nhiều ấy thì ai cũng có lỗi cả. Đúng không ạ? Hay bị chấp lời. Chấp lời thì hay nghĩ. Cứ làm cái người gọi là cả nghĩ và dễ thị phi. Cái tai là chỉ tai tôi cứ nói thẳng, nói gần, nói xa, mặc kệ. Thế nói phát tuột hết luôn, không bị chấp. Những người mà cái tai nó tuột ra sau nhiều thì cái độ người ta không chấp đấy. Còn khi nói về tai thì bắt đầu nói về thành trong này, thành ngoài này, vừa nói về cái độ cái dái tai ở phía dưới, đúng không ạ? Thì thực ra mọi người bảo những người này dái tai to rồi còn gì giàu ấy, bơm thử thêm dầu không? Nó chả liên quan đây, cái tai nó có to đâu vẫn giàu, chả liên quan đến cái chuyện đấy cả. Cái dầu hay không nó do ở cái bộ vị khác. Bộ vị khác. Dầu hay không nó do cái mũi. Chứ không phải do cái tai. Mà vấn đề lại phải so sánh cái mũi với cái tai. Dầu với cả lại có giữ được hay không, dầu với cả cái có tụ hay không. Dầu và có. Dầu thì tụ bằng việc là cho tiền vào tài khoản ngân hàng, hay dầu mang chuyển cái đấy thành bất động sản, hay chuyển cái đấy thành cái tài sản hữu hình khác, là hai cái dầu khác nhau. Là giữ như tôi ở ngạn là không có tiền. Nãy giờ tôi ngồi người tôi đau nãy giờ ấy, vì để trong túi này mỗi giả tiền xe ôm còn có 20.000 đấy, đau cứ để tiền cho người đau. Nhưng mà ví dụ như là về cái tài sản khác, ví dụ như là có những người ta giàu về cái chuyện khác, ví dụ như là tôi rất nhiều học viên, rất nhiều người quý mến chẳng hạn, tôi có khoảng tầm mười mấy cái xe ô tô chẳng hạn, ví dụ thế. Ví dụ đấy, nó giàu tức là nó sẽ có cái hiểu cái khác. Có những người người ta chuyển tiền của người ta thành một cái khái niệm khác, chứ có những người thì chỉ thích tích cái tiền đấy để mang vào trong két với tài khoản ngân hàng thôi. Có người chỉ thích ôm nhiều đất thì gọi là giàu thôi. Thế thì cái đấy nó sẽ thể hiện thông qua cái bộ vị trên gương mặt của người ta, chứ không phải cứ nhìn người dái tai mà bảo ơi mày tai to giàu. Còn tai to mặt lớn là giàu thì về cơ bản thì tai to mặt lớn phải xem người ông có to không. Tóm lại
nhân tướng nó dựa trên sự hài hòa. Tự nhiên đó là hài hòa, là thuận theo. Chứ tự nhiên không phải là một cái thứ gì đó nhỏ nhỏ tất, to to tất. Đúng không ạ? Giả sử như tôi chẳng hạn cao 1m85 thì tự nhiên cái gì chứ tôi bảo nhỏ thôi chứ bạn nhìn thấy vẫn thấy nó to. Đúng không? Tôi nặng 82 cân, 85, bây giờ là 84 cân. Đôi khi nhìn cái gì tôi nó chả to đùng đùng mà. Nhưng mà cái điều đấy không có nghĩa rằng là tôi sẽ tốt số hơn một người nhỏ. Vấn đề là cái mũi mà to quá hơn so với gương mặt thì cũng không tốt. Thì giống như là trong một cái quy hoạch, cái gương mặt hay là cái dáng đi hay giọng nói nó giống như quy hoạch một cái thành phố ấy, hay là quy hoạch một cái, hay thiết kế một cái sản phẩm ấy, nó phải là hài hòa. Không thể làm cái ly miệng quá to. Cho nên là cứ phải là tai to mặt lớn thì là tốt chứ không phải. Mà cái chữ tai to mặt lớn ấy, ở trong cái câu nói đấy muốn nói rằng là cái người có cái quyền lực ấy, khí, khẩu khí người ta ấy, đúng không? Chứ không phải là cái tướng của người ta là tai to mặt lớn. Cái từ tai to mặt lớn này nó giống như là ý muốn nói là cái khí chất của người ta ấy. Tay này lớn mặt đây thì không nghĩa rằng là mặt nó lớn. Hiểu không ạ? Người này lớn mặt đây không, hay là mặt lớn thì không nghĩa, có thể là chức vụ người ta lớn thì cũng có thể gọi là mặt lớn. Mình hiểu như vậy.